cái bon, quăng ta cái bon, ta cùng chơi vòng tròn. Đang đứng trên một hòn đá rất là cao. Từ đây mà nhảy xuống chỉ có chụp tấm hình để đời chơi thôi chứ không có chết đâu mẹ. Panorama hả? Ôi, thì còn sáng mà. Sáng chưng. Đá này sống màu đá hả? Chỗ này góc chỗ này hơi bị đẹp này, góc nhọn này nè. Góc đó những cái cơ, cái này mấy cơ chụp zoom hơi bị đẹp. Ai biết ông có nghĩ là nó đi theo chụp hình vậy không? Chụp từ trên xuống dưới. Nữa có hai đứa đi mất công mới chữ. Ở đây đẹp nè. Đi xuống bãi đá trứng đi. Đây. Đây. Okay.